Chào quý cô chú anh chị, hôm nay em sẽ review cho quý cô chú anh chị là gồm có 5 căn nhà tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì căn nhà này nó nằm trên trục đường là trục đường của kinh Giáp Mè nha quý cô chú anh chị. Đây là cái trục đường của kinh Giáp Mè của mình, là xe 29 chỗ mình vô tới nhà được thôi nha quý cô chú anh chị. Thì từ căn nhà này mình ra tới cấp mát Cần Giuộc thì nó tầm khoảng 2 km thôi. Thì nó ra đường 835 thì nó tầm khoảng 800m thôi quý cô chú anh chị. Thì một cái đường rất là lớn cho mình luôn, là nằm trên mặt tiền đường kinh Giáp Mè. Thì gồm có 5 căn nhà đang xây dựng trong giai đoạn đang hoàn thiện nha quý cô chú anh chị nha. Căn nhà cũng được thiết kế theo một cái mẫu là mẫu kiểu một cái mẫu châu Âu, một cái kiểu Pháp nha quý cô chú anh chị. Một căn nhà thiết kế một cái mẫu rất là đẹp cho mình luôn. Cũng xài nội thất cho mình là rất là cao cấp nha quý cô chú anh chị. Thì có một cái sân xe hơi của mình là đậu, có một cái sân xe hơi khá là rộng rãi luôn. Cái sân thì xe 16 chỗ mình đậu được đó nha quý cô chú anh chị nha. Thì căn nhà nó gồm có 4 phòng ngủ và 2 toilet nha quý cô chú anh chị, có sân trước sân sau rất là rộng rãi cho mình luôn. Có một được thiết kế theo một cái mẫu hiện đại cho mình. Thì căn nhà cũng được hợp thức hóa hoàn công sẵn cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Thì căn nhà có diện tích là bề ngang 4m7, dài 25, tổng diện tích 117m2, sổ hồng riêng đã hợp thức hóa hoàn công sẵn cho mình luôn. Thì cơ sở hạ tầng điện đồ này kia đã có đầy đủ hết nha quý cô chú anh chị. Thì đây là cái hướng mình ra tới ra đường 835 thì chỉ có là khoảng 800m thôi nha quý cô chú anh chị nha. Thì đường nói chung đường đan rất là rộng rãi luôn. Thì xe 16 chỗ 30 chỗ mình chạy Vivo nha quý cô chú anh chị nha. Thì trong đây có 5 căn đang hoàn thiện cho mình. Thì hôm nay nó cũng chưa được hoàn thiện gì hết. Thì cũng có nội thất nhiều cho mình rồi. Thì hôm nay em sẽ quay sơ cho quý cô chú anh chị nào mà đang cần tìm nhà thì hãy xem cái video này nha. Rồi quý cô chú anh chị cùng theo chân em vào bên trong xem chi tiết về cái căn nhà này. Thì nói chung ở trước cổng của mình cũng được thiết kế một cái cổng rào khá là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Một cái cổng sắt là có sơn nhũ vàng thì cũng được thiết kế thêm một cái mẫu là trang trí rất là đẹp cho mình luôn đó. Thì có đồng thời có một cái sân xe hơi cũng khá là rộng rãi nha. Cái sân này thì nói chung cực toàn là lót gạch bằng đá hết nha cô chú anh chị. Thì căn nhà của mình là căn nhà nó có hướng là hướng tây bắc nha, thành ra buổi chiều nó cũng có hơi nắng. Thì hôm nay anh đang trong giai đoạn hoàn thiện quý cô chú anh chị, thì có những anh nó đang dọn dẹp về căn nhà này. Thì cái sân này nó tầm khoảng 6m đó quý cô chú anh chị nha, mình có thể đậu được một chiếc xe 16 chỗ, một chiếc xe dài vẫn được nha. Đó, cái mặt tiền căn nhà của mình thì tất cả những cửa của mình đều xài cửa Sinfa quý cô chú anh chị, Sinfa cao cấp nha. Đó thì bố trí cho mình những cái đèn khá là đẹp cho mình luôn. Thì cái mẫu nhà cũng được thiết kế là rất là đẹp nha, thì thiết kế theo những cái mẫu châu Âu đó quý cô chú anh chị. Đó thì hôm nay em quay một buổi chiều, thành ra hơi nắng quý cô chú anh thông cảm nha. Mấy hôm nay quá mưa thì hôm nay em tranh thủ em quay cho quý cô chú anh chị mình tham khảo về căn nhà này. Thì tất cái bộ cửa trước bốn cánh của mình á, xài cửa bốn cánh quý cô chú anh chị thì cũng được xài nhôm Sinfa kiến lực cho mình. Thì những cái bậc tam cấp như thế này cũng được xài bậc đá hoa cương. Thì mình bước tiến vào bên trong thì sẽ còn bố trí có những bộ đèn chùm và đồng thời là la phong dược hợp này kia, là rất là những bức đèn rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, kiểu cọ rồi rất là nhiều cho mình. Đó, rất là đẹp cho mình luôn. Thì cầu thang cũng được xài cầu thang gỗ. Rồi dưới bệ cầu thang thì cũng được thiết kế mình những cái tủ để rượu quý cô chú anh chị. Thì đây là khu vực trần nè, trần thiết kế những cái mẫu theo rất là đẹp luôn. Những cái chỉ đồ này kia đèn nó rất đi, đèn là đèn cao cấp hết cho mình luôn nha quý cô chú anh chị nha. Đó. Căn nhà cũng được đi một cái màu chủ đạo cho mình là một cái chủ đạo màu kem. Thì nói chung hôm nay em chỉ quay sơ cho quý cô chú anh chị mình tham khảo thôi, còn có những chú đang còn dọn dẹp quý cô chú anh chị ơi. Đây khu vực cầu thang của mình thì cũng được xài đá hoa cương, những cái màu mới rất là đẹp. Thì tay cầu thang thì tay cầu thang gỗ nha, cầu thang gỗ cũng rất là chắc chắn luôn. Nói chung căn nhà cũng được xài nội thất là cao cấp hết cho mình luôn đó quý cô chú anh chị. Thì ở đây thì cái cửa của mình, cửa thì cũng được xài những cái cửa rồi cửa mũ mà mũ nguyên khối Đài Loan giờ đó quý cô chú anh chị, rất là chắc chắn nha, chắc chắn hơn gỗ nữa quý cô chú anh chị ơi. Thì bên trong phòng ở dưới đất mình có một cái phòng cho người lớn tuổi nè, cũng được la phong dược hợp bố trí cho mình những bộ đèn rất là đẹp luôn, những bộ đèn nè. Thì đồng thời cái phòng này cũng có một cái cửa sổ phía sau để cho mình không sử dụng máy lạnh thì mình lấy cái không khí cho nó thoáng mát luôn quý cô chú anh chị. Thì ở đây mình cũng có bố trí cho mình là hệ thống ống lạnh rồi sẵn luôn nè. Nếu mà mình không có dùng máy lạnh á thì mình có thể mở cửa sau ra cho nó thông thoáng luôn. Thì hôm nay em chỉ quay sơ cho quý cô chú chị mình tham khảo thôi. Rồi sẽ căn nhà này hoàn thiện thì em sẽ quay lại cho quý cô chú chị mình tham khảo nha. Nói chung là một căn nhà tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
thì xe ô tô mình vô tới nhà có sân đậu ô tô, một cái diện tích lớn đó quý anh chị, bề ngang 4m7, dài 25, tổng diện tích là 117m2. Thì hôm nay ở nằm khu vực này thì cái giá rất là tốt cho mình mua nha quý anh chị nha. Một cái giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi quý cô chú anh chị, thì mình được một căn nhà đẹp như thế này, tất cả nội thất mình xài rất là sang trọng cho mình nha quý cô chú anh chị nha. Thì ở phía sau này thì cũng được gót gạch tường cho mình là phẳng lên 1m5, 1m6 hết nha quý cô chú anh chị, thì cũng được gót lót gạch liền tường cho mình luôn. Thì ngay đây cũng có tủ nữa, là khu vực bếp của mình cũng xài những cái tủ bếp rất là sang trọng luôn, là một cái nội thất rất đẹp quý của chú anh chị. Thì ngay chỗ kia này cũng có chừa cho mình một cái hộc để mình nhét cái, mình để cái tủ lạnh vô đó thì nó rất là vừa vặn cho một cái khu vực bếp của mình. Thì khu vực bếp của chú anh chị thì cũng trần thì cũng ốp thạch cao, chỉ rất đẹp luôn. Cái này là mình lên đèn, lên đèn chùm rồi lên đèn rất là đẹp nha của chú anh chị nha. Thì hôm nay em chỉ quay cho quý cô chú anh chị mình tham khảo thôi. Nếu quý cô chú anh chị nào có thiện chí về căn nhà này thì hãy nhấc máy alo em cùng em đến xem căn nhà này nha. Rồi đây là khu vực bếp của mình, thì khu bếp của mình cũng được thiết kế theo một cái mẫu rất là hiện đại nha quý cô chú anh chị. Thì ngay đây thì cũng có bồn giữa chén hai hộc. Ngay đây là mình thiết kế một cái bếp nè, sẽ thiết kế cho mình sẵn hệ thống bếp từ luôn quý cô chú anh chị. Thì đây thì cũng làm sẵn cho mình những cái hộc tủ nè, rất là đẹp cho mình nha. Đây đồng thời là cái mặt bàn đá này của chú chị, cái mặt bếp nè, toàn bộ là mình đổ bê tông hết nha. Mình đổ bê tông và ốp một cái mặt bếp đá đa, những cái mẫu mới rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Thì ở cái khu vực bếp của mình nè, cũng được dán đá nguyên tấm luôn để cho mình đỡ dơ đó cô chú anh chị. Thì có đi đèn bếp đằng này kia đầy đủ cho mình luôn. Thì nói chung căn nhà này hoàn thiện là rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Thì phía sau của mình ở đây thì có một cái sân phơi, một cái sân phơi cũng khá là rộng rãi cho mình luôn, thì cũng bố trí cho mình cái hệ thống máy giặt ngay chỗ đó. Rồi thí dụ như máy bơm á cô chú anh chị, có bố trí sẵn cho mình hệ thống máy bơm. Cửa cũng xài toàn bộ những cái cửa nhôm Sinfa cao cấp, đố dày rất là dày, rất là cứng cáp cho mình nha quý cô chú anh chị. Thì ngay chỗ này thí dụ như mình về mình có thể mình bố trí thêm một cái mái che nữa, rất là mát mẻ luôn nha quý cô chú anh nha. Thì ở đây là cái khu vực mà này là khu vực toilet của mình, thì cũng được dán gạch lên tới đụng là phòng trần hết cho mình luôn. Rồi thì cửa của nhà xài cửa nhôm Sinfa, thì đồng thời căn nhà cũng có xài cho mình hệ thống nước nóng nước lạnh đầy đủ cho mình luôn nha. Nếu mà lắp thì có đầy đủ cho mình luôn á quý cô chú anh chị. Thì ngay cái khu vực này thì cũng có lắp cho mình một cái đèn ngay đây để coi sáng khu vực sân sau của mình. Thì một căn nhà là một căn nhà riêng biệt nha cô chú anh chị nha, một căn nhà đơn, một căn nhà riêng biệt, xây riêng biệt hết cho mình đó. Rồi quý cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em đi lên lầu và mình cùng tham quan khu vực trên lầu nha. Căn nhà này mình có 4 phòng ngủ và một phòng thờ. Thì nói chung gia đình mình mới đông thì nó thêm làm phòng ngủ vẫn được nha quý cô chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em đi lên trên lầu và cùng mình tham quan chi tiết về cái căn nhà này nha. Thì khu vực cầu thang này, cái bậc cầu thang này cũng khá là rộng nha quý cô chú anh chị, tầm trên 2 mét nha, mình đi rất là thoải mái và rộng rãi luôn. Thì tay cầu thang cũng được xài tay thang gỗ rất là cứng cáp cho mình. Nói chung là một căn nhà này rất là cứng cáp, rất là một căn nhà được xây dựng rất là kiên cố và đổ thật và ép cọc bê tông luôn nha quý cô chú anh chị. Thì một căn nhà cũng được xây dựng rất là kiên cố cho mình như trong thời điểm này, một cái giá rất là tốt cho quý cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Thì quý cô chú anh chị mình bước lên trên đây thì có một cái hành lang cũng được, nói chung toàn bộ căn nhà cũng xài đèn màu cao cấp hết cho mình luôn, và đi toàn là chỉ là phong giật hợp kiểu cọ này kia rất là đẹp luôn. Đây là cái phòng ngủ thứ nhất của mình, cũng là một cái phòng master này quý cô chú anh chị. Thì nếu quý anh chị nào có làm phòng thờ gia tiên thì quý cô chú anh chị sử dụng làm phòng thờ gia tiên, còn không mình làm một cái phòng ngủ lớn cũng được nha. Thì trên đây thì có một bộ cửa hai cánh cho mình quý cô chú anh chị, thì cũng xài cửa nhôm Sinfa kiến lực cho mình, một cái ban công, và đồng thời mình cũng xài một cái lan can sắt này rất là hiện đại theo một cái kiểu châu Âu quá quý cô chú anh chị. Thì cái khu vực này thì nó còn nói chung là ruộng lúa đầu rất là nhiều, rất là mát mẻ cho mình nha quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay mà nó mới xây 5 căn nhà tại đây, thì một căn nhà rất là lớn quý cô chú anh chị. Thì đất ở đây giờ cũng đã hơn 1 tỷ rồi, nói chung tầm 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 một cái nền như thế này quý cô chú anh chị. Và xây dựng một căn nhà cao cấp như thế này nữa thì
thì cái giá chỉ có 2.550.000.000 như thế này, thì rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn nha. Tất cả hệ thống điện đều cô chú anh chị theo đài dây rất là to cho mình luôn, mà xài những cái đèn rất là cao cấp, những cái đèn ngủ cho mình, la phong dược hợp trần, thì mai mốt em sẽ quay hoàn thiện nó như thế nào. Thì hôm nay em sẽ quay sơ cho quý cô chú anh chị mình tham khảo trước thôi. Gạch nền toàn bộ gạch mình xài gạch 80 hết nha quý cô chú anh chị. Thì căn nhà này toàn bộ cửa đều xài cửa Đài Loan, nguyên cửa nguyên khối nha quý chú anh chị. Thì nó nếu mà mình xài một cái chất liệu gỗ thì gỗ tốt không có gì, nhưng mà nếu mình xài mà cái chất liệu mà mình xài một cửa mũ Đài Loan nguyên khối như thế này thì rất là chắc chắn nha quý cô chú anh chị nha. Thì mỗi một cái phòng đều có thiết kế một cái cửa gió cho mình, cái cửa lấy gió hết đó quý cô chú anh chị. Thì hành lang của mình cũng khá là rộng luôn, hành lang của mình là trên 1,5 m nha cô chú anh chị nha. Thành ra một cái căn nhà rất là thông, rất là thoáng luôn. Thì ở phía sau này gồm có 2 phòng ngủ chung, thì phòng ngủ cũng lớn nha quý cô chú anh chị nha. Thì mỗi một cái phòng ngủ nào cũng vậy, cũng được thiết kế đầy đủ đèn dực hợp đồ này kia, đèn trần đồ kia đầy đủ hết cho mình. Thì tất cả đều xài một cái cửa mũ Đài Loan nguyên khối, rất là chắc chắn luôn quý cô chú anh chị. Thì đây là cái phòng ngủ phía sau, phòng ngủ cũng khá là rộng rãi cho mình luôn nè. Đó, một căn nhà như thế này rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mình để mua để sử dụng nha. Thì căn nhà mình có hướng là hướng Tây Bắc, thì một buổi chiều nó hơi nắng tí xíu nhưng mà nó rất là ấm áp cho căn nhà của mình quý cô chú anh chị. Đây là cái phòng ngủ trên lầu của mình ở đây. Đó, cũng có cửa sổ lấy gió trời cho mình luôn. Rồi, quý cô chú anh chị nãy giờ cùng đi theo chân em cùng tham quan về chi tiết về căn nhà này, thì để mà em sẽ quay em sẽ hứa hẹn quay cho cô chú anh chị là căn nhà này hoàn thiện đèn đúc nó như thế nào. Thì hôm nay em chỉ quay sơ cho quý cô chú anh chị mình tham khảo thôi, thì đồ đạc nó hơi bề bộn, quý cô chú anh chị mình thông cảm cho em nha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã tham quan về chi tiết về căn nhà này, thì em sẽ xuống khu vực phòng khách em sẽ quay chi tiết, em sẽ báo chi tiết về căn nhà này cho quý cô chú anh chị được tham khảo nha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ cùng theo chân em đi tham quan về chi tiết về căn nhà này. Thì em xin báo chi tiết về căn nhà này một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình được rõ nha. Thì căn nhà nó có diện tích là bề ngang nó 4.7 m, chiều dài 25, tổng diện tích là 117 m², gồm một trệt một lầu, gồm có 4 phòng ngủ, gồm có 2 toilet, có sân trước sân sau rất là rộng rãi luôn. Thì căn nhà cũng được có full nội thất sẵn cho mình nha quý cô chú anh chị. Thì một căn nhà cũng được thiết kế một cái mẫu hiện đại và rất là chắc chắn cho một cái căn nhà của mình luôn. Thì đặc biệt căn nhà này là có hợp thức hóa hoàn công sẵn cho mình nha. Thì hôm nay ông anh ổng chào lại cái mức giá rất là rẻ cho mình nha cô chú anh chị. Căn nhà này chỉ có mức giá chỉ 2.550.000.000 thôi nha quý cô chú anh chị nha. Còn bớt chút lọc cho quý cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này sớm nhất nha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị một lần nữa đã xem video của em. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những cái video tiếp theo.